Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin Chân Dung Gia Hân, con gái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp và giọng hát hay. Con của các nghệ sĩ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của khán giả, bởi lẽ con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Rất nhiều người được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai như Liệu Lem, con gái của Quyền Linh, Thành Vinh, con trai Thanh Lâm, Anna Trương, con gái Mỹ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng có ba nàng công chúa rất xinh đẹp giỏi giang. Sau hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Kim Tử Long tìm được hạnh phúc bên nghệ sĩ Trinh Trinh. Cuộc sống gia đình của anh luôn được khán giả quan tâm. Đặc biệt, các con gái của nam nghệ sĩ đều sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh Mai Ca theo đuổi hoạt động nghệ thuật, cộng đồng mạng cũng chú ý đến Gia Hân, con gái thứ hai của nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ thứ hai, cô con gái Gia Hân hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nên rất ít nhiều người quan tâm, tò mò. Được biết, Gia Hân sinh năm 2002, hiện đang học tại trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia Hân gọi danh thủ Hồng Sơn là bác. Mới đây, bức ảnh Kim Tử Long chụp cùng Gia Hân đã khiến nhiều người rất bất ngờ vì vẻ bề ngoài của cả hai bố con. Đầu tiên phải kể đến là khuôn mặt hấp tuổi của ông vua Hoàng Cải Lương. Dù đã 54 tuổi, nhưng trông Kim Tử Long vẫn rất trẻ trung như người bạn của con gái. Hoàng Gia Hân sinh năm 2002 là con gái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và người vợ thứ hai. Gia Hân khá kín tiếng, cô hiếm khi xuất hiện bên người cha nổi tiếng, nhưng lại được chú ý vì nhan sắc nổi bật, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. Gia Hân cũng ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh tươi rạng rỡ, chẳng kém gì hot girl. Nét đẹp của cô nàng vô cùng cuốn hút và cá tính, với đôi mắt to và đôi môi dày. Kim Tử Long có ba cô con gái là Kim Phụng, Gia Linh, Gia Hân. Khác với hai chị Mai Ca và Gia Linh, Gia Hân con gái thứ hai của Kim Tử Long với người vợ hai Cẩm Tú lại khá kín tiếng. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn có chất giọng tốt, hoàn toàn có thể tiếp nối sự nghiệp của người cha nổi tiếng. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long từng cho biết ba cô con gái, Gia Hân là người yêu thích, hát cải lương nhất. Anh luôn ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật. Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ đoạn clip lần đầu đưa con gái Gia Hân đi thu âm ca khúc Ước Gì để thử cái duyên của con với nghệ thuật. Ông Hoàng Cải Lương cho biết ai cũng khen con gái anh có chất giọng nội lực nên anh muốn thử xem cái duyên của con với nghệ thuật như thế nào và ông tổ nghề có đã hay không. Sau khi đoạn clip được đăng tải, dân tình được dịp trầm trồ khi nhìn thấy nhan sắc con gái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Bên cạnh đó, nhiều khán giả liên tục khen ngợi khả năng ca hát của Gia Hân. Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tâm sự, anh không khuyến khích con theo nghệ thuật vì biết đây là một nghề rất gian nan. Tuy nhiên, nếu con gái yêu thích và muốn theo đuổi, thì nam nghệ sĩ cải lương vẫn ủng hộ. Anh chia sẻ, hay thì mình chưa thể tự tin là hay, được, nhưng con có chất giọng thì mình sẽ ủng hộ bằng cách tạo điều kiện cho cháu đi thu âm thử. Nếu thấy chất giọng tốt thì mình sẽ cho đi học thanh nhạc. Tôi không khuyến khích đâu vì nghề này gian nan lắm, nhất là con gái tôi nữa. Tôi chỉ khuyên thôi, nếu con thích thì phải theo đuổi tới cùng, còn nếu chỉ thích hời hợt thì không nên. Gia Hân nói vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực ca hát, con cũng chỉ mới phát triển trong khoảng 2 năm nay thôi, giọng bắt đầu vỡ ra và có âm vực tốt. Trong ba đứa con gái thì nó là đứa ca hay nhất, thích hát nhất. Nam nghệ sĩ chia sẻ, dù đam mê nghệ thuật và thích ca hát, nhưng ở trường Gia Hân lại khá rụt rè, không tham gia các hoạt động văn nghệ vì bị áp lực là con của Kim Tử Long nên không muốn cho mọi người biết mình hát hay. Giọng ca tình mẹ cũng cho biết thêm, con gái học lực ở mức khá chứ không giỏi xuất sắc và anh cũng không gây áp lực việc học cho con. Kim Tử Long bày tỏ, anh không ép buộc con phải theo cải lương, phải hát cải lương hay mà sẽ ủng hộ con dù bất kỳ hình thức loại thuật nào. Nghệ thuật thì bao la, mình học hỏi không bao giờ hết được. Bản thân tôi, dù có trở thành ngôi sao, tôi còn phải học hỏi, phải tìm tòi học hỏi thêm ở lĩnh vực tốt hơn. Tôi chỉ mong con mình, khi chọn lĩnh vực nào đó, sẽ dốc tâm sức và cố gắng trau dồi, luyện giọng và học hỏi để đẩy chất giọng, tiềm năng của con lên tốt hơn mà không chạy theo thị hiếu, anh nói. Nam nghệ sĩ tiết lộ, thỉnh thoảng con gái cũng chia sẻ, bị áp lực khi là con của nghệ sĩ nổi tiếng nên không dám thể hiện khả năng của mình vì lo sợ bị chê cười. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khuyên con gái hãy nhìn những nghệ sĩ như Quế Chân, Trinh Trinh, Tú Xương để học hỏi, chỉ cần hết lòng với nghề và cố gắng thì sẽ thành công. Kim Tử Long cho biết, anh may mắn khi các con luôn hòa thuận và yêu thương nhau, không có khoảng cách hay phân biệt giữa con riêng con chung. Nam nghệ sĩ sinh năm 1966 tâm sự, anh cố gắng đối xử tốt với các con, yêu thương con bằng cả trái tim. Tôi sẽ chăm lo cho các con theo từng cách khác nhau,
đứa lớn sẽ theo cách trưởng thành, còn đứa nhỏ thì sẽ uốn nắn từ từ. Các con đều hiểu và yêu thương nhau bằng tình cảm chân thật, chứ không phải vì có ba ở đó mới giả vờ ôm em hay thể hiện tình cảm với em. Đó cũng là điều tôi thấy mừng, anh nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.